Lãnh đạo quận Thốt Nốt cùng đại diện ngành chức năng vừa đến thăm và kiểm tra việc thực hiện ba tại chỗ ở các doanh nghiệp trên địa bàn. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận công ty cổ phần xuất nhập khẩu Ngọc Quang Phát ở phường Thới Thuận, nhà máy xe lúa Thành Đôi và công ty cổ phần xuất nhập khẩu chế biến lương thực Thắt Lợi cùng tại phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt cơ bản đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về sản xuất, điều kiện ăn nghỉ tại chỗ cho công nhân. 100% lao động đều được test nhanh COVID-19 với kết quả âm tính. Riêng nhà máy gạo Hoa Sen ở phường Thạnh Hòa, cơ sở vật chất chưa đảm bảo, công tác phòng chống dịch cũng chưa đáp ứng theo quy định. Đoàn đề nghị nhà máy nhanh chóng khắc phục tồn tại nêu trên.